Hello anh em, nay mình hướng dẫn cho anh em là giải mã từ chi tiết, giải mã từ chi tiết cái trò chơi này, giải mã từ chi tiết cho cái trò chơi này nha. Lấy cái dòng này, xỏ vô đây nè, xỏ vô đây, đó, xỏ vô đây, xong rồi cho nó qua đây, nó chạy qua đây, cái dòng. Dòng qua bên cái trái bên đen, dòng qua trái bên đen này đó, rồi lấy luôn trái bên đỏ này, nó đi dòng vô cái lỗ này, dòng qua bên tại sao vô được, dòng qua bên đây đưa luôn. Mình giải mã từ chi tiết cho các em nhỏ xem luôn nha. Giờ mình cho cái fan này, cái dòng này nó đi qua đây trước, qua bên cái banh đen này trước nha. Trước tiên mình kéo cái trước tiên mình kéo con dây vô dày, đúng không? Kéo dày rồi đầu cái mình mới dòng lên đây đó, dòng đây mình kéo xuống đây kéo đây, rồi bắt đầu mình mới lấy cái dòng này qua, lấy dòng này nè, xỏ lên, xỏ ở đây, bỏ ở đây, đó, bỏ ở đây, đó, bỏ ở đây, đó, các bạn ơi xem kỹ nha, bỏ ở đây, đó, thấy không, bỏ ở đây, rồi bắt đầu mình mới kéo con dây này xuống, kéo con dây này, kéo dây, đó, rút cái này xuống, rút con dây này cho nó qua bên cái lỗ này nè, rút cho qua bên lỗ này nè, đó, thấy không, rút cho qua, đó, rút cho qua, đó, thấy không, rút cho qua này, rút cho qua, đó, thấy không, này, rút cho qua, đó, rút qua, thấy không. Đó, rồi các bạn xỏ cái fan này vô trong cái lỗ này, xỏ fan vô lỗ này đó, xỏ vô đó, kéo dây qua đó, bắt đầu mới kéo cái dòng này qua đây, rồi bắt đầu mới ấy gòn cái con dây này lại, đó, gòn lên lại đó, thấy không. Đó, rồi mình bỏ xuống đây đó, kéo bỏ xuống đó, thấy không các bạn, đó, bỏ xuống đó, thấy không, đó, qua, thấy không, đó, rồi qua được cái dòng rồi nha, bắt đầu mình mới cho cái này qua luôn, cho cái banh này qua luôn, thấy không, cho cái bàn qua luôn, xỏ vô, đó, xỏ vô, rồi mới kéo cái này xuống, đó, kéo xuống, rồi mới làm y tương tự như hồi nãy luôn, xỏ con dây vô, đó, xỏ vô, rồi bắt đầu mới kéo cái bàn qua cầm dây này, đó, chậm xuống, rồi gòn qua cái lỗ này, gòn qua con dây này nữa luôn nè, đó, thấy không, rồi đó, rồi đầu mình mới đẩy ngược con dây này về lại, đó, thấy không các bạn, thấy không, đó, đẩy ngược con dây về lại, rồi bắt đầu mình mới kéo cái bàn đỏ xuống, đó, không? qua rồi cái bàn đèn luôn, không, đó, không các bạn, đó, mình mới kéo con dây này lại, đó, kéo con dây này lại, đó, về nó về vị trí ba cái một cái trái bàn đèn, một cái dòng, một cái bàn đỏ, mình làm vậy cho nó màu sắc cho dễ hiểu, để dễ thấy, dễ hình dung.
vẽ hình dung cho các bạn dễ biết. Đó. Đó, bây giờ mình làm cái bên cái này cũng tương tự như vậy luôn. Đây. 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 Đó, các bạn. Đây cùng dây. Cái phen. Cái banh đỏ. Cái banh đen. Cái dòng. Đây, cái dòng. Cái dòng đó các bạn. Đó, mình muốn làm tương tự như cái kia. Trước tiên mình rút con dây này lên, con dây này nè, đó, dây này mình chèn qua đây, chèn qua đây, đó, thấy không các bạn, chèn qua đây, rồi mình kéo cái này, kéo cái này lên, kéo này lên, đó, kéo này lên, thấy không các bạn, kéo lên, đó, kéo lên, kéo lên, đó, chừa cho sao mà cho cái chừa sao cho cái bánh nó đi qua. Đó. Đây. 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 Đó. Làm từng chi tiết cho các bạn xem nha. Đó. Xong. Bắt đầu mình mới rút cái cọng dây này về ngược lại. Rút con dây này về ngược lại. Rút con dây về ngược lại. Đó. Được chưa? Đó. 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 Rút. Rồi xỏ cái banh qua. Xỏ cái banh qua. Đó. Rồi bắt đầu mình mới đẩy con dây này về ngược qua lại về vị trí cũ. Đó. Người vị trí cũ. Đó. Thấy không? Người vị trí cũ. À, rồi mình kéo cái bánh xuống. Kéo xuống. Kéo xuống, xỏ lòm cái cọng dây này nó, lòm cọng dây này xuống. Đó. Đó, kéo cái bánh xuống. Đó. Đó qua rồi, thấy không? Đây. Cái bánh không bao giờ mà lọt qua được cái phen này nha các bạn. Cái bánh không bao giờ mà lọt qua được cái phen nha. Cái phen với cái bánh đó là nó không bao giờ lọt qua được. Cái banh bự hơn cái phen. Đúng không? Đây. Đó. Qua. Giờ mình bỏ mình kéo cái banh đỏ nó về ngược lại về cái cũ lại mình làm thao tác cho các bạn nhiều lần cho các bạn coi dễ hiểu luôn nha. Đây. Kéo dây này ra qua ra vậy. Đó. Cầm dây đó, kéo lên, kéo qua đây đó, kéo qua đây đó, kéo qua đó. Rồi bắt đầu mình mới kéo cái bánh, kéo cái bánh lên, kéo cái bánh lên, kéo cái bánh về hướng đây đó. Rồi bắt đầu mình mới cầm cái dây này rút, cầm dây này rút. Rút ngược, rút cho nó lọt vào đây. À, à, rồi bắt đầu kéo cái banh, kéo cái banh xỏ cái banh qua cái lỗ này. Đây, xỏ banh qua lỗ này, cọng dây này. Đây, đó, thấy không? Đó, rồi mới kéo cái banh, rút theo cọng dây. À, rồi bắt đầu mới xỏ cái này, xỏ con dây này ngược lại. Đó, xỏ con dây này ngược lại. Đó, ngược lại. Thấy không các bạn? Đó, ngược lại. Đó, lòn xuống. Đó, đó. Vậy là nó về lại vị trí bên đây. Đó, về vị trí bên đây, đúng không? Rồi bắt đầu mình mới cho cái phen. Cái phen về cái banh đỏ luôn nha. Đây đó cái phen, cầm phen lên đó, phen bỏ đây đó. Đó,
cái phen cũng vậy, nó không bao giờ mà lọt qua được cái phen dòng này, không được rồi, không có lọt qua được, tại hai cái nó bằng nhau, nó cũng không có lọt qua được. Mình này dùng cái mẹo, đó, rút dây, đây, rút dây, lòng qua đây, đó, lòng dây đây, đó, xuống đây, rồi bắt đầu mới trả cái cọng dây về, đó, trả cọng dây về, rồi mới kéo cái dòng, kéo dòng lên, đó, bỏ xuống, đó, thấy chưa các bạn, thấy không? Mình giải từ từ chậm cho các bạn dễ hiểu. Đây cái banh này cũng vậy đó, kéo cái banh lên đó, kéo cái banh lên, qua đây đó, rồi mình rút tương tự như hồi nãy, đó đây, kéo cái banh đây, xong các bạn, cái vần bỏ lòng qua con dây này giống như nãy, đây lòng qua con dây nha, lòng qua con dây chứ không giờ lòng qua được cái dòng, lòng chỉ lòng qua được con dây đó, lòng con dây đó, thấy chưa, rồi mình kéo đó, kéo cái vần đó, rồi mới xỏ cái dòng này qua, xỏ cái cọng dây qua dòng đó, đó, dòng kéo cái băng về, kéo cái băng về, đây, kéo cái băng về, đó, xuống này các bạn, thấy không, chứ cái băng không giờ mà lọt qua được cái dòng này, mình dùng cái mẹo, đúng mẹo, đó. Các bạn xem mà thấy hay á, các bạn bấm đăng ký rồi chia sẻ giúp mình nha, chia sẻ và like. Nếu các bạn nào mà cần á thì nhắn tin cận này, nhắn tin comment ở dưới cho mình nha. Các bạn nào thích cái trò chơi này á, comment dưới cho mình tặng cho các bạn nha. Video mình chia sẻ trò chơi này tới đây thôi nha các bạn. Các bạn thấy hay, ok á thì bấm đăng ký cho mình nha. Rồi chào các bạn.